Chương trình Chuyện Người Chuyện Ta với Lê Bích Trâm và Hương Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình sẽ bao gồm nhiều đề tài liên quan với đời sống trong nhà, ngoài phố, từ gia đình cho đến xã hội. Và hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị một đề tài khá nhạy cảm nhưng cũng rất thực tế. Thưa quý vị, đó là chuyện chăn gối vợ chồng không hòa hợp. Việc này đã trở thành nguyên nhân phá hỏng hạnh phúc lứa đôi, có khi đưa đến tan vỡ gia đình. Và thưa quý vị, vì đây là chủ đề nhạy cảm dành cho người lớn, nhưng mà quý vị nào có con em, xin quý vị cẩn trọng trong việc cho phép con em tuổi vị thành niên theo dõi chương trình talk show này. Và đặc biệt chương trình hôm nay chúng tôi có một vị khách mời là bác sĩ Đoàn Đức Ban, chuyên về sản phụ khoa, nhưng bây giờ bác sĩ chỉ phụ trách về phụ khoa và đang cộng tác với trung tâm y tế Michael Dow để có thể cùng với chúng tôi mổ xẻ vấn đề này qua nhiều góc cạnh khác nhau, từ tâm lý đến sinh lý. Hương Thơ chào Bích Trâm và chào bác sĩ Ban ạ. Chào quý khán thính giả của Sài Gòn TV và rất hân hạnh được trở lại để hầu chuyện cùng với quý vị trong chương trình Chuyện Người Chuyện Ta cùng với Hương Thơ và bác sĩ Đoàn Đức Ban. Chào cô Hương Thơ, chào cô. Tôi rất là có hân hạnh có cơ hội để lên trời TV để nói chuyện với các cô về một vấn đề như cô Hương Thơ vừa nói là nó rất là nhạy cảm nhưng mà nó rất là quan trọng tới chuyện hôn nhân, cho nên chúng ta có cơ hội để bàn về cái này thì là rất là tốt. Vâng, thưa bác sĩ Phương Bích Trâm và thưa quý vị, tình dục không phải là một yếu tố quan trọng để giữ gìn hôn nhân nhưng là một trong những nhân tố cũng nên cần được bàn cãi và nói đến để chúng ta phần nào giúp đỡ và cái giải quyết nhiều cái vấn nạn, nhiều cái trắc trở trong hôn nhân. Và từ trước đến nay chúng ta nghe nói những cái sự chia tay giữa vợ chồng đến từ sự thiếu cảm thông, sự thiếu chung thủy về tiền bạc, mâu thuẫn trong việc dạy dỗ con cái, mâu thuẫn giữa hai bên vợ bên chồng, gia đình vợ chồng và bạo lực gia đình, cũng như là tình cảnh hai vợ chồng phải sống xa nhau. Nhưng mà một trong những nguyên nhân quan trọng như chúng tôi đưa ra là chuyện hạnh phúc lứa đôi chăn gối vợ chồng, đây là một cái vấn nạn lớn như bác sĩ Ban nói đó. Thì câu hỏi đầu tiên Hương Thơ xin dành cho Bích Trâm là một người chuyên viên nghiên cứu và những đề tài mà Hương Thơ đưa ra, thì Bích Trâm có thể trình bày một số chi tiết quan trọng mà Bích Trâm đã thu góp được qua cái hiện tượng này hay không? Vâng, thưa Hương Thơ, thưa bác sĩ và kính thưa quý vị, thống kê của những chuyên gia xã hội học ở tại Hoa Kỳ này cho chúng ta biết là tỷ lệ khoảng 30% những cặp vợ chồng họ chung sống với nhau nhưng mà họ lại không có quan hệ chăn gối trong một cái khoảng thời gian nhất định nào đó, và một tỷ lệ nhỏ hơn là 15% là những cặp vợ chồng chung sống với nhau mà hoàn toàn nhé, hoặc là nếu mà có thì rất là thưa thớt, phải nói là 5 thì 10 họa, thì tỷ lệ 15% các cặp vợ chồng có thể nói là ăn chay trường luôn. Thì tuy nhiên người ta lại tin là những trên thực tế thì cái con số mà được đưa ra từ những cái chuyên gia xã hội học như vậy nó có lẽ là nó quá ít, là vì đúng như Hương Thơ nói là đây là một cái đề tài rất là nhạy cảm, có thể nói là nhạy cảm cả đối với người Mỹ chứ đừng nói là đối với người Á Đông hay là người Việt mình. Thì một số người cho đây là một cái đề tài tabu, cấm kỵ. Tuy nhiên thì phải nói là ngày hôm nay chúng tôi mạo muội đánh liều gửi đến quý vị đề tài này để ước mong là đưa ra những cái thông tin bổ ích để mà giúp xây dựng hạnh phúc gia đình cho cộng đồng người Việt chúng ta. Là vì đúng là theo các chuyên gia thưa quý vị thì tình dục không những là một trong những nhu cầu cơ bản của con người mà nó còn là một nhân tố quyết định trong hôn nhân nữa. Tôi xin thêm một chút. Vâng. Cô Bích Trâm, thì theo con số người ta thấy thì có, như cô nói là khoảng chừng 15% thì người ta gọi là sexless marriage, là sexless, hôn nhân mà không có vấn đề tình dục, không có chăn gối. Người ta định nghĩa là khoảng là dưới 10 lần, gần nhau dưới 10 lần một năm. Thì con số đó như cô nói là tôi nghĩ là nó sẽ cao hơn nhiều. Và mình sẽ đề cập thêm về những cái nguyên do nó như thế nào. Nhưng mà cái chuyện đó gần đây được mang lên TV, người ta cứ nói là bây giờ người ta mới có cơ hội lên Oprah để nói vấn đề sex, trước không có ai nói. Nhưng mà phần lớn người ta hay bàn hỏi cái chuyện sinh lý và vấn đề hôn nhân thôi, nhưng mà ít khi ai nói về không có sinh lý trong vấn đề hôn nhân. Nhưng mà cái chuyện theo tôi đọc thì người ta thấy như thế này, là trong cái vấn đề mà vợ chồng, cái vấn đề chăn gối là cái chuyện quan trọng. Tại mà nếu mà ít chăn gối đi, thế nào nó cũng đưa tới những cái khó khăn khác trong vấn đề mà hôn nhân. Và bây giờ chúng ta sẽ chia ra 3 phần. Phần đầu tiên Hương Thơ muốn chia mình nói về một cái nguyên nhân, cái lý do nào mà người vợ lại chán chuyện chăn gối với chồng. Rồi sau đó chúng tôi sẽ nói tại sao người chồng lại chán chuyện chăn gối với vợ. Và sau cùng chúng ta sẽ đưa ra những cái nhận định để
ghi nhớ để cho quý vị có thể theo dõi và có thể tìm ra phương pháp giải quyết vấn nạn này. Bác sĩ có thể cho Hương Thơm biết về vấn đề là một bác sĩ sản phụ khoa thì bây giờ là phụ khoa thì bác sĩ có nhiều cái kinh nghiệm và tiếp xúc với nhiều phụ nữ thì và là một bác sĩ trong cương vị bác sĩ thì có thể nói cái nguyên nhân sâu xa nào về thể lý khiến cho người đàn bà họ không có hứng thú trong việc với chăn với chồng thưa bác sĩ? Vấn đề mà về tình dục thì nó liên quan bởi nhiều yếu tố. Nói chung thì ngoài cái chuyện giáo dục trong gia đình, cái truyền thống của xã hội hoặc là cái văn hóa họ lớn lên, rồi cái ảnh hưởng về vấn đề cái media, về phim ảnh các thứ. Cho nên rồi bây giờ mình nói chuyện vấn đề thể xác thì mình có thể chia ra là có, nếu mà mình còn trẻ thì phần lớn những cái mà nó ảnh hưởng thì cái chuyện mà họ thiếu, họ không muốn, người vợ không muốn ăn nằm với chồng là chuyện con cái. Phần lớn như vậy, người ta nghiên cứu người ta thấy là sau khi sanh con xong, phần lớn các bà cái là thích một thời gian phải trở lại cái là chuyện chăn gối với dễ dàng được. Tại vì ngoài cái chuyện mà cái cơ thể họ thay đổi, thứ hai là cái chuyện họ phải săn sóc cho con cái, chứ cái giờ giấc không có, rồi cái lúc nào cũng phải lo nghĩ chuyện con cái. Thì đó là tuổi trẻ là phần lớn là như vậy. Còn về lớn hơn đó thì gọi là khoảng chừng 45 và về sau này thì phần lớn là do với cái imbalance của cái hormone, là cái kích thích tố trong người nó không còn cân bằng, nhất là các bà cái tuổi mà tiền mãn kinh, cái là và sau đó là sau khi đã mãn kinh menopause thì cái kích thích tố estrogen, cái kích thích tố phụ nữ nó làm cho cơ thể họ thay đổi nhiều lắm. Và chính vì cái đó mà với chuyện vợ ăn nằm với nhau nó thành đau đớn, nó làm cho họ, thứ nhất là họ không còn thích thú, mất cái libido, họ không có cảm thấy thích thú, không muốn gần chồng nữa. Thứ hai là cái cơ thể họ thay đổi, cái cửa mình nó khô quá tại nó không có estrogen, nó làm cho cái chuyện vợ chồng nó thành đau đớn. Nhưng mà mọi người đều phải nhớ là người ta vẫn nói là cái cơ quan sinh dục lớn nhất của người con người mình là cái đầu, cái óc, chứ không phải là những cái bộ phận sinh dục. Tại khi người đàn bà hoặc là người đàn ông mà họ cảm thấy vì một cái lý do nào đó mà họ không cảm thấy thích thú, họ sợ hãi hoặc lo lắng, họ bị đau, họ không thể nào mà họ cái cơ thể họ response được. Cho nên tôi hay nói chuyện với bệnh nhân của tôi là chẳng hạn họ có là nói về cái là em không còn thích thú gì sau khi em sanh con nữa. Tôi nói vậy chứ cái quan trọng là hai vợ chồng phải nói chuyện với nhau để nói là cái cơ thể của em nó thay đổi như thế này, anh cho em nhiều thì giờ hơn, thì cái là cái cơ thể em nó mới quen, nó mới response được. Còn những cái bệnh nào mà nó gây ra cái sự mất cái sự hứng thú trong gối chăn thưa bác sĩ, như họ có bướu trong tử cung hay là cái đó thì nó ít lắm, tại vì khi nếu mà người đàn bà kinh nguyệt còn đều đặn thì có nghĩa là cái kích thế tích tố trong người họ còn bình thường. Còn những cái bướu như bướu thông thường bà hay có là bướu tử cung, uterine fibroid, cái đó không ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý, trừ trường hợp là nó quá bự và để làm cái vấn đề sinh lý nó làm họ bị đau thì đó là chuyện khác. Chứ còn phần lớn hoặc là cái ovarian cyst thường thường nó là benign, nó vẫn làm cho cái kích tố trong người nó bình thường, trừ trường hợp chẳng hạn nó làm cho họ kinh nguyệt bất thường quá, ra máu nhiều quá, họ bị mất máu, thì cái đó là những cái bệnh tật mà nó làm cho ảnh hưởng tới cái sức khỏe một cách chung. Thì như vậy, khi mà bị như vậy thì là người đàn bà không còn nghĩ tới cái chuyện mà vợ chồng là họ lo làm sao để cho mà họ đủ sức khỏe để săn sóc cho gia đình, đã hết hơi rồi làm sao còn nghĩ tới cái chuyện khác được nữa. Vậy như bác sĩ nói là tâm lý nó cũng đóng vai trò quan trọng và tác động đến cái thể lý của mình, thì Bích Trâm có thể bổ túc thêm về những điều Bích Trâm đọc được hay là qua kinh nghiệm bản thân của phụ nữ chúng ta, những tài liệu liên quan đến vấn đề khiến cho người đàn bà mất đi hứng thú trong gối chăn? Vâng, thưa Hương Thơ và thưa quý vị, là thống kê cho chúng ta biết là có 50% trường hợp những phụ nữ mà mắc cái chứng bệnh lãnh cảm là đến từ nam giới, có nghĩa là người bạn đời của mình có khi cũng là một cái nhân tố nữa. Cụ thể là có những cái tình huống mà như là do người chồng nghiện ngập hay là cờ bạc hay là ngoại tình, thì khi mà người chồng như vậy thì chúng ta phải hiểu là người ta không có quan tâm đến gia đình, người ta không có quan tâm đến cảm xúc của người vợ nữa. Cho nên lâu dần thì người vợ cảm thấy như là chồng mình không có yêu thương mình hay là không có tôn trọng mình. Thì đây có thể nói là một cái điểm khác biệt tâm lý lớn giữa nam và nữ trong cái quan hệ gối chăn. Cũng có trường hợp ngoại lệ, nhưng mà chúng ta thấy là đa số nam giới họ để giải quyết nhu cầu sinh lý, họ có thể ăn nằm với một người
đàn bà hoàn toàn xa lạ. Còn đa số phụ nữ chúng ta là phải có cái tình cảm, phải cảm nhận được cái sự thương yêu, trìu mến của người đối tượng thì chúng ta mới có thể quan hệ được. Và bên cạnh những cái yếu tố về thể lý đưa đến cái sự lãnh cảm ở phụ nữ mà bác sĩ Ban vừa mới đề cập, như là bệnh tật hay là thời kỳ ốm nghén hay là mãn kinh vân vân, rồi cũng có những cái yếu tố tâm lý như là áp lực trong đời sống hay là trách nhiệm quá nặng nề, thì có một cái yếu tố tâm lý khác mà Bích Trâm cũng muốn nêu lên ở đây là vì nó xảy ra thường hơn là chúng ta nghĩ. Đó là cái vấn đề khi mà người phụ nữ có quan hệ nhưng mà lại không có đạt được khoái cảm, hay là người ta gọi là lên đỉnh đó. Thì bởi vậy cho nên chúng ta mới có cái hiện tượng gọi là giả vờ lên đỉnh. Thì lâu ngày nếu mà cái tình trạng này nó kéo dài đó, thì nó đưa đến cái vấn đề là người phụ nữ không có cảm thấy hứng thú nữa trong vấn đề tình dục. Thì nó có những cái nguyên nhân, có thể có những cái nguyên nhân sâu xa đứng đằng sau cái hiện tượng tại sao mà phụ nữ mất cái sự khoái cảm. Cụ thể là như bác sĩ cũng vừa mới nhắc là về văn hóa hay là về tôn giáo, hoặc là những cái ấn tượng sâu xa mà nó in sâu vào tâm thức, vào tiềm thức nếu mà người phụ nữ đã từng bị lạm dụng tình dục chẳng hạn. Vâng, đến đây thì Hương Thơ xin được tạm ngưng chương trình một giây lát. Thì sau vài thông tin thương mại ngắn thì chúng tôi sẽ trở lại và nhờ bác sĩ Ban có thể đưa ra những cái phương pháp giải quyết làm những cái vấn đề về bệnh lý như bệnh lãnh cảm, tác động tới tâm lý, nhưng mà sẽ có một cái phương pháp chữa trị. Xin quý vị tiếp tục theo dõi đề tài rất là quan trọng này đối với đời sống gia đình của chúng ta.